Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Chạy Chó Công Phan. Thì hôm nay mình sẽ làm một video review lại quá trình tắm rửa cũng như là sấy chải vệ sinh cho những chú chó bạch dê con. Thì ở trại mình thì sẽ sử dụng cái loại xà bông dầu gội Clear này đây, và với một chai này, chai Mikona, có tác dụng là trị viêm, nang lông, viêm da và nấm da dành cho chó mèo. Các bạn có thể mua ở tiệm bất kỳ tiệm thuốc thú y nào đấy. Thì mình sử dụng hai cái loại này tắm cho nó thì nó sẽ rất là sạch. Còn ví dụ như là mọi người muốn sử dụng một loại khác thì chúng ta cũng có thể ra tiệm thuốc thú y và hỏi mua. Thì cái việc tắm và vệ sinh cho chó bạch dê thì nó rất là quan trọng. Nó giúp loại bỏ được những tế bào bệnh ở da, cũng như là những cái lớp lông mà khi chó bạch dê nó đã thay mà nó không có rụng xuống á, mà nó nằm lâu ngày trên người con chó thì nó sẽ tạo thành những cái ổ dịch bệnh, làm cho da nó bị ngứa, bị ghẻ, hoặc là thậm chí là nó có mùi hôi nữa. Cho nên là cái việc tắm và vệ sinh cho nó rất là quan trọng. Thì thông thường nếu mà các bạn có thời gian thì trong vòng một tuần chúng ta có thể tắm một lần hoặc là nhiều hơn. Cứ duy trì cái mức độ như vậy thì chú chó của mình nó sẽ có một bộ lông sạch sẽ, và nó sẽ cơ thể nó cũng được sạch sẽ thì nó phát triển rất là tốt. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi xem chạy chó Công Phan tắm và vệ sinh cho chó bạch dê như thế nào nhá. Ok, hôm nay anh em mình sẽ tắm cho bầy chó bạch dê nhỏ. Lần lượt từng con một sẽ được đem ra tắm, vệ sinh và chải lông. Đang bắt bên trại qua bên này để chuẩn bị tắm đây. Hôm nay công việc cũng khá là nhiều đấy. Bằng này chú chó hay tắm cũng rất là phê. Các con, mới tắm lần đầu tiên mà ngáp quá mà. Thì cọ toàn thân. Thì việc tắm và vệ sinh cho những chú chó bạch dê này nó rất là quan trọng, nó giúp loại bỏ được những cái phần lông mà những chú chó nó thay. Lâu ngày nếu chúng ta không vệ sinh thì nó sẽ tạo cái ổ vi khuẩn, con chó nó rất là hôi và dơ, dẫn đến bị viêm da và nấm, các loại bệnh liên quan đến da của chó. Cho nên là chúng ta cũng cần phải tắm rửa định kỳ. Nếu mà có nhiều thời gian thì có thể là một tuần chúng ta tắm một lần hoặc là hơn. Các bạn để ý là chúng ta khi tắm thì cũng tránh cái phần đầu và phần mặt của nó ra. Cái mắt của nó rất là dị ứng với cái chất tẩy rửa này đây. Chúng rất là kỵ ở cái phần tai, hạn chế tránh nước vào tai nha các bạn. Xong rồi đấy. Đau. Phải xịt cho thật sạch để loại bỏ hết những chất tẩy rửa xà bông. Người.
ơi, nó phun mồm dao rồi. Rồi. Con cuối cùng của ngày hôm nay rồi đây. Tắm xong rồi bắt đầu là cho nó phơi một lúc là quăng vào chải rồi sấy là hoàn thành công việc. Đây, lần đầu nó thấy nước nó sợ đấy. Hạn chế nước cũng như xà bông đi vào trong lỗ tai và mắt của con chó. Cái phần đấy là phần dị ứng cho nên là lúc mà vào nó sẽ rất là hoảng loạn. Bình quân cứ nếu chúng ta có thời gian thì một tuần chúng ta có thể tắm một lần hoặc là hai tuần tắm một đến hai lần, nó sẽ sạch sẽ, con chó nó sẽ đảm bảo vệ sinh hơn. Ok, và công việc tắm bây giờ đã xong rồi. Giờ chỉ đợi cho nó chơi một tí ráo nước và băng vào sấy chải là kết thúc công việc buổi sáng ngày hôm nay. Sau khi tắm và chải lông thì quá trình đã hoàn thành. Công việc buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả đã được vào đây rồi đây. À, đẹp trai và đẹp gái. Thì công việc sáng nay của anh em mình đã kết thúc và bây giờ thì đàn chó Bạch Dê con đã được đưa về trong chuồng để nhốt lại rồi. Thì qua video này mình muốn nhắn nhủ đến mọi người hãy quan tâm đến những con vật nuôi của mình, đặc biệt là quan tâm đến việc vệ sinh, tắm rửa, vệ sinh hàng ngày theo chu kỳ cho nó để giữ cho nó có một cơ thể sạch sẽ. Và
Và nếu như mọi người cảm thấy video này hay thì xin đừng tiếc một lượt like cũng như chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho sự phát triển của chạy chó Công Phan nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người.